Chào mừng quý bà con quay trở lại chương trình Mỗi Ngày Một Sản Phẩm của Thế Giới Máy. Hôm nay chúng tôi mời bà con đi giao máy thái chuối đa năng ta Kioteka 3000 cho trại gà ở Bạc Liêu cùng chúng tôi. Máy băm chuối định ta Kioteka 3000 được xem là dòng máy cải tiến Âu Việt nhất hiện nay. Máy có thể băm miệng cây chuối làm thức ăn cho gia súc gia cầm. Đây là dòng máy băm chuối cho gà, vịt, dê, bò được bà con ở Bạc Liêu tin dùng làm công cụ băm thái thức ăn thô cho vật nuôi. Ưu điểm của máy băm chuối Ninta Kioteka 3000 tại Bạc Liêu so với các dòng máy khác. Máy băm chuối Ninta Kioteka 3000 được thiết kế có hai bánh xe đặt bằng cao su nằm phía dưới giúp bà con di chuyển tới các vị trí cần băm thái dễ dàng và tăng tính thuận tiện hơn cho công việc. Tay đẩy của máy băm chuối Ninta Kioteka 3000 được lắp hai bên hông máy. Việc này cũng làm giảm trọng lượng của máy khi bà con di chuyển máy băm chuối. Lưỡi dao của máy băm chuối Ninta Kioteka 3000 bao gồm hai lưỡi dao thái thép rèn công nghiệp siêu sắc bén có tác dụng để thái lá cây chuối. Bên cạnh đó, bộ 16 lưỡi dao inox có tác dụng băm nhỏ cây chuối để làm thức ăn nhỏ hơn cho gia cầm. Sản phẩm máy băm chuối Ninta Kioteka 3000 hàng chính hãng có logo giặt nổi ngay trên nắp thùng để phân biệt hàng chính hãng và con lưu ý. Máy băm chuối đa năng ta Kioteka 3000 có CD bảo vệ máy chống chập cháy. Moto của máy băm chuối Takioteka 3000 được cuốn từ 100% dây đồng. Sản phẩm máy chăn nuôi Takio chính hãng được bảo hành 18 tháng. Máy băm chuối đa năng có thể băm nhỏ và nhanh các loại rau rũ, thân lá chuối, cỏ voi từ dạng cây thành thức ăn có kích thước nhỏ, đủ để cho gia súc gia cầm ăn được. Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc, thiết bị cho bà con.